À, chúng tôi xin trân trọng kính chào quý khán giả và các bạn khắp nơi đang theo dõi trên chương trình của Người Việt Channel. Và thưa quý vị, ngày hôm nay là thứ tư, ngày 20 tháng 3 năm 2024. Trước nhất là chúng tôi xin kính chúc quý vị có một ngày vui vẻ, bình an. Và xin chào tới tái ngộ cùng tiến sĩ Đinh Trung Quân từ miền Nam Cali. Phải? Xin kính chào quý khán giả của Người Việt Channel và xin chào anh Hoàng Ách dạ vâng à thưa quý thính giả có lẽ là trong những ngày vừa qua thì cái tin mà nổi bật nhất mà báo chí gần như là bàn tán xôn xao à, khắp nơi đó cái lý do đó là vào ngày 10 à, vào ngày 16 vừa qua ông Trump đi vận động ở Ohio ở ở cái thành phố gần ở phi trường là Dayton ở đây đó, thì khi ông nói chuyện đó, thì gió rất là nhiều cho nên nó rất gió bay cho nên ông nói cũng rất là tán mạng, lan thân và trong cái bài nói chuyện của ông đó thì gần như là ông tạo ra một cái sự kích động và bây giờ thì báo chí cũng như là khai thác và bây giờ ông cải chính đủ thứ hết à cái điều ông nói về điều gì thì anh quân sẽ bàn bàn về cái chuyện này nhưng mà có điều lạ là một vị lãnh đạo tổng thống của hoa kỳ à, đã từng là lãnh đạo tổng thống Hoa Kỳ mà nói rằng là nếu mà tôi thua trong năm 2024 đó thì cái này dân chủ Mỹ sẽ bị khai tử đó là câu nói đầu của ông và ông nói là quý vị ở đây sẽ không có cuộc bầu cử nào khác ở trên đất nước của chúng ta nếu tôi bị thua <laughs> và thứ ba nữa là nếu mà tôi thua đó thì nước Mỹ này sẽ bị tắm tám máu cái điều này đó người ta cái câu nói mà tám máu đó anh thấy cái chữ nghe chữ tám máu đó, tức là gì là có xô xát đánh đập với nhau có súng đạn với nhau máu chả đầm đìa hết thì mới gọi là tám máu ví dụ như ngày 6 tháng 1 năm 2021 tại tại quốc hội đó thì người ta cho rằng là cuộc 6 tháng 1 bạo loạn đó cũng là một ngày đẫm máu bởi vì sao có người chết có người bị bắn cháy và có người đã ngã chết ít nhất là sáu bảy người à rồi ồ ạt vô đó tấn công đập cửa kiến làm cái này cái kia đó thì báo cũng đã chạy như vậy thì cái câu nốt của ông Trump cho tới giờ phút này báo chí bàn tán và nhiều người cho rằng ông này đó muốn lãnh đạo đất nước mà lại tạo kích động người ta luôn luôn để đảm máu, không có hòa bình anh quân cho nhận xét của anh thật sự thì cái bài nói chuyện này ông nói chuyện ngày 16 chiều ngày 16 rồi nhưng mà nó vẫn có giá trị là vì câu nói của ông một người đã sẽ ra đã từng là tổng thống mà bây giờ đó muốn ra ứng cử trở thành tổng thống mà dùng những cái lời kích động như vậy đó thì xin anh cho nhận xét thưa anh và anh Hoàng uh, Bách và xin khán sĩ giả lưu ý rằng cái mà quan trọng và cái khác biệt giữa một nền dân chủ và các cái xứ xã hội chủ nghĩa là khi nào cũng thay đổi lãnh đạo trong hòa bình nghĩa là không bao giờ có vụ đổ máu hết không bao giờ có xô sát mà không bao giờ nghĩa là lúc nào cũng truyền quyền từ một ông tổng thống này qua một ông tổng thống khác trong vấn đề không có trong trật tự và đó là cái khác biệt đặc biệt khác biệt giữa các chính quyền độc tài và các chính quyền dân chủ hoa kỳ cũng không khác gì cả nếu mà khi mà ông ta nói là nếu mà tôi mà không thắng thì sẽ có đổ máu thì quý vị biết là ông ta nói như vậy Bị chỉ trích ngay lập tức Bị chỉ trích ngay lập tức là tại vì làm sao mà ông dám nói như vậy Ông đã hâm dọa như vậy Cái thứ hai Vì vậy Ông ta và gọi là Trong ban tổ chức vận động của ông ta Những người là tìm ngay cố gắng ngay tìm ngay một cái, cái là gọi là trai cái cớ hay là người trai vì vậy nói đây là đổ máu là vì nghĩa là công nghiệp xe hơi Hoa Kỳ sẽ bị tan giá vì vì Mexico vì Trung Quốc vì vân vân và vân vân nhưng mà đây là tôi xin lỗi quý vị nói một chữ dân gian láo phét láo phét quý vị biết là về kinh tế đó, tất cả công nghiệp xe hơi của Hoa Kỳ đều ví dụ chúng ta đi xe nghĩa là Audi chúng ta đi xe BMW chúng ta đi nghĩa là Toyota là toàn làm tại nước Mỹ tất cả các nhà máy và sản xuất xe hơi là làm nước Mỹ mà nói là tại sao mà nó đổ máu tại vì anh nói lỡ lời không biết làm sao nhưng mà nghĩa là nói là công nghiệp xe hơi hoa kỳ sẽ đổ máu là sẽ bị tan tành đó là chuyện đúng là chuyện xin lỗi quý vị nói là chuyện tào lao tại sao các công ty ngoại quốc họ tới hoa kỳ họ đầu tư vào hoa và vào các nhà máy họ gây công ăn việc làm thì mà tại sao mà đổ máu được đâu có cái chuyện đó người ta qua đây đó là như vậy là nó là gây thêm cái nền công nghiệp xe hơi Hoa Kỳ tốt hơn. Đó là một. Cái thứ hai đấy quý vị biết đó. Tổng thống Biden là người đầu tiên xuống cùng với các người nghĩa là gọi là thợ thuyền và những cái người của các hãng xe hơi biểu tình đòi lương và quý vị cái thứ ba nữa đó hiện giờ các kinh tế gia đều đánh giá là Hoa Kỳ là một nước khá thế là giữa người giàu và người nghèo khá lớn khác biệt nghĩa là quá lớn đi kinh tế gia các kinh tế gia đều nói 10% những người có tiền tại Hoa Kỳ nắm tới 49,8% của cải của nước Mỹ. Trong khi 50% người lao động thì nắm có 9,8%, nghĩa là sự cách biệt rất là lớn giữa Hoa Kỳ, nghĩa là tại Hoa Kỳ giữa người giàu và người nghèo, giữa người nghĩa là tỷ phú, triệu phú và những người lao động. Như vậy, quý vị thấy, chính một ông kinh tế là được giải Nobel đã nói cái chuyện cái là sự khác biệt của Hoa Kỳ nó quá lớn. Vì vậy, người ta nói là chính là kinh tế Bidenomics đó là thành công. Tại sao nó thành công? nó thành công vì là trước đây tới giờ đó kinh tế gia đều nói là trickle down theo cái thuyết trickle down nghĩa là sao nghĩa là họ làm làm sao cho những người giàu những người tỷ phú có nhiều tiền trước rồi khi họ có tiền họ xây việc ăn công ăn việc làm và từ đó nó đi xuống phía dưới nghĩa là ở dưới thì chỉ nắm những cái là cái mảnh vụn thôi do đó quý vị thấy ai cũng đánh giá bây giờ cũng nhìn cái vấn đề mà gọi là kinh tế của hoa kỳ Được. xin lỗi dưới một hình thức khác ai cũng nói là kinh tế hoa kỳ là sẽ bị trì trệ ai cũng nói là sẽ nghĩa là kinh tế Hoa Kỳ sẽ đi vào trần trần lạm phát nhiều và đi vào trị trệ những cái chuyện đó nó có đâu không có à. xin lỗi đó, hôm nay là mùa xuân thành do đó là bị <cười> thời bị <laughs> thì quý vị thấy các cái điều người ta nói về kinh tế của ông Biden là chặt hết mà ông Biden đó ông ta nhắm vào những cái gì giảm thuốc mua thuốc trước đây rất là mắc bây giờ chỉ có 35 đồng thôi những người mà bị nghĩa là tiểu đường phải mua thuốc cái gì đó maximum có 35 đồng thôi cái thứ hai đó, phải đóng góp thêm có 35 đồng cái thứ hai đó ông ta làm một cái chuyện nữa là lương của dân chúng lương tối thiểu đã lên gần tới 20 đô la rồi, 20 đô la rồi. Ở, ở Cali chúng tôi là 17, 18, 19, lên dần dần tới 20 đô la rồi. Thì cái người nào được lợi, có phải người lao động được lợi không? Người ta khen ông Biden là vì đưa kinh tế lên thật. Nhưng mà với, và người lao động vẫn được hưởng. Mà được hưởng nhiều hơn trước rất là nhiều. Đó nó là một cái thành ra khi mà ông Trung mà nói chuyện như vậy đó thì đúng là những cái chuyện trên trời dưới đất không dựa trên những con số và không dựa trên sự thật và đó nó là một cái chuyện mà mà, mà tôi tôi cho anh Hoàng Quách sáng nay đó rồi tôi đi ra chợ thì mấy bà nói ủa sao là 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 là, là? ông bận cà vậy thì tôi nói là tôi muốn lên, lên đài thì hỏi bà ta hỏi đó quý vị thấy là ông trung có cơ hội thắng hay không có cơ hội thắng hay không thì mấy bà thì hỏi mấy bà mà làm cashier đó lúc tính tiền nó hỏi tôi nó như vậy thì tôi thì tôi nói là các bà biết là chúng ta là người Việt Nam thì bao giờ cũng vậy bà có bầu cho một người không có đạo đức không ăn gian nói dối có bầu cho không thì bà ta cười cho nói đúng do đó tôi nghĩ là trong năm nay ông trung không thể nào thắng được vì là một người ăn gian nói dối và không có đó thì biện đặt chuyện ra bao giờ cũng bị đặt làm sao mà tại nước mỹ mà làm sao mà có một cuộc đổ máu được khi trong một nước dân chủ nghĩa là đổi chính quyền thì, thì bao giờ cũng trong trong trật tự và một cách đàng hoàng người dân có quyền đi cầm lá phiếu đi đi bỏ phiếu mà thì làm sao mà có gọi là đổ máu đổ máu là khi nào mà cũng như Việt Nam nó là có chuyện mà gọi là đảo tránh thì mới có đổ máu chứ làm sao mà đổ máu được bên này người ta dùng lá phiếu chứ làm sao mà đổ máu thành ra cho đó các bà có bao giờ chấp nhận một người ăn ra nói dối không các bà có bao giờ mà chấp nhận một người nghĩa là nói láo nói phét nói láo không có thì bịa ra thì tôi thì trả lời như vậy thì cũng như vậy những cái gì mà ông trung nói tại ohio thì nói như vậy hết Nghĩa là mình phân tích ra thì mình thấy rõ ràng là Làm sao mà có cái chuyện mà đổ máu tại Hoa Kỳ được Chúng ta có lá phiếu thì lá phiếu chúng ta sẽ đi ra Sẽ bầu vào Thì làm sao mà có cái vụ mà gọi đổ máu được Vâng, xin chào lại anh Hoàng Bách Dạ vâng, à, tiếp lại với anh đó Thì chúng ta thấy có nhiều cái điều mà ông Trâm tới giờ này Nói về người Việt, anh vừa nói tới người Việt Chúng tôi cũng xin đưa là người Việt không biết họ ngay từ đâu những cái tin gọi là thuyết âm mưu hộ đưa ra đến nỗi là tôi có người bà con đó là một người năm nay cũng tám mươi mấy tuổi rồi rồi chị thuộc loại gọi là người gọi là không có để ý gì tới chính trị với em ấy mà người công giáo ấy nói là tôi cầu nguyện trong trong Hoài rồi ông chữ do dân chủ đi chia, ấy rồi có một anh chàng nữa anh nói là nó là lạm phát phi mã khi anh nói lạm phát phi mã là anh không biết gì về kinh tế cả cái điều đó chứng tỏ là cái khả năng hiểu biết không có bởi vì khi ông Biden ông nhận chức đó, năm 2000, à, ngày 20 tháng uh, tháng 1 năm 2021 đó, thì lúc đó, đó là lạm phát lên tới trên 9% bây giờ nó xuống còn 3% thì gọi là làm sao phi mã phi mã tức là nó đi nó lên vù vù lên cao cho nên đến nổi tên trong cái bài diễn văn liên bang tổng thống Biden nói là cái nền kinh tế của Hoa Kỳ đã làm cho cả thế giới ganh tị ông nói chữ ganh tị là không nước nào bàn ấy được ganh tị thì để cho biết là họ nghe những cái tin thất thiệt đặc biệt là ví dụ như là một số ông cha ông giảng đạo ông kêu gọi con chiên bỏ phiếu cho ông trâm chẳng hạn hay vân vân và vân vân thì bây giờ trở lại cái vấn đề đó anh vừa nêu lên đó ông trâm là ăn nói rất là bừa bãi bởi vì ông nói với cái tính cách kích động với một cái người mà trước từ trước tới giờ không làm trong nhà nước mà chỉ làm cho công ty thôi cho nên chỉ nói với đàn em của mình Cái giọng nói và cái cách nói đó Giống như là ông đoan chủ một công ty Giống như là ông đoan lãnh đạo một cái gọi là mafia Hay là ông là một, một ông bố già Chỉ nói đơn giản như vậy Để cho đàn em nó làm văn văn và văn văn Cho nên cái cách mà ông nói đó Ông tưởng như vậy là ông thu hút người ta và từ trước nhân bạn rồi nói là chuyện nói bậy thứ nhất là nói về đảm bảo bây giờ nói lỡ rồi không có lỡ ông nói bằng cái tâm phải nói vậy, cái tâm của ổng đó nghĩ sao ổng nói vậy tức là con người đó là con người thật không có chính trị trên em vậy ổng nói ổng nói ổng ổng đến nỗi là anh biết là ổng tuyên bố là những người di dân đó là những con súc vật anh thấy con người với con vật nó khác nhau làm sao con người đó họ nghèo hàng thì họ mới đi di dân anh có là lãm anh nói những người mà đi di dân vượt biên vượt biển đi vô đây là những con súc vật không không có ai nói chuyện đó một người bình thường nhất cũng không có cho phép mình nói bởi vì người việt nam mình nghĩ lại đi quý vị là những người đi vượt biên vượt biển đi đường bộ hoặc để địa bàn tà sau đó thì quý vị nhờ những cái chính sách mà của ông mà can can thiệp để đi theo diện ho quý vị là những người di dân bất hợp pháp đó chứ nhưng mà được chính phủ cho phép vào cho nên mới hợp pháp chứ mình làm sao mà mình chạy qua mã lai chạy qua thái lan rồi có mặt ở ở mỹ là nhờ những cái đạo luật của ông Jimmy Carter nhờ những đội luật giúp đỡ cho nên quý vị vào đây bây giờ là cho rằng là những người đó nói theo lời ông Trump là những những người xúc vật vậy thì mình cũng xúc vật chứ đâu có phải là uh, những người việt biên việt biên tôi tôi, tôi tôi, tôi xin uh, anh Hoàng Văn thế vậy nè khi mà ông ta nói như vậy đó thì người Hoa Kỳ người ta nói là cái gì người ta nói là vợ con ông Donald Trump ông ta lấy toàn là người di dân hết và vợ thứ nhất và vợ thứ hai và bà không bài vợ thứ nhất và vợ nhà thứ ba chính thức đó. toàn là di dân hết thì ừ. vì vậy con cái của ông là xúc vật hết hay sao thì người ta chỉ cười mà người ta nói những người nói không biết suy nghĩ tại vì chính con ông ta chính ông ta là lấy vợ bà đầu tiên là người người check và cộng vâng và bà thứ hai cũng là người di dân thì ở cụ ở ông châu nhưng mà cũng là di dân thì vì vậy đó là xúc vật hay sao ông ta dùng cái chữ trước khi dùng cái chữ xúc vật là những người di dân làm uh, máu chúng ta máu của nước mỹ là nó ô nhiễm máu nước mỹ thì người ta nói là vì vậy là con cái của ông là máu ô nhiễm hết thì từ máu ô nhiễm ra hay sao thì vì vậy đó người ta nói là ông này là Không vì vậy đó, đối với tôi đó, không có cách nào nói những với những cái người mà ở chợ búa gì đó. Bây giờ cách nghĩa sao bây giờ? Chả nhẽ, cách nghĩa là họ là những cái người mà nghe là u mê khùng hay sao? Tôi chỉ nói là, quý vị, người Việt Nam chúng ta có bao giờ chấp nhận những người không có đạo đức không? Có bao giờ chấp nhận những cái người mà ăn gian nói dối không? Đó là ông Trung. Thì quý vị... <laughs> Tự, tự lấy tự lấy gọi là, là kết luận tự kết luận cái chuyện nó có được hay không vâng xin uh, trả lời anh hoàng bách dạ, dạ, vâng à, chúng tôi cũng đồng ý nhưng mà ở đây mình nói rộng thêm là người việt nam mình đó là những người di dân quý vị nói gì cũng là uh, gia đoàn mũi tạc hay đó quý vị có theo mỹ trắng cũng là gia đoàn mỹ tạc học cũng khi dễ gì, gì một người mà kỳ thị mà quý vị lại cho rằng là người sáng suốt cho nên bây giờ họ nói có những người mà trẻ mà viết bài nó lây nổ cho người ở làm phát phi mã hoặc là ví dụ như ông đảng dân chủ là thổ tả trong khi đó quý anh biết đó, là họ mua obama khe à, họ đi là mua obama khe bà là chửi về đi dân chủ rồi chửi ông biden rồi chửi ông clinton để dân chủ là chửi bởi vì cái nguồn cái những cái thuyết âm mưu đó họ tấn công bên dân chủ bằng cách là những cái người đó thiên tả về cộng sản chủ nghĩa vân vân và vân vân như vậy thì nó thật với anh tới những người tới bây giờ mà chúng tôi thấy là những người có sinh hoạt trong cộng đồng trong đảng phái mà nó đi theo ông Trâm thì chúng tôi rất là khi, khi dễ chúng tôi rất là coi thường và có lẽ mình không có một người bạn nào mà như vậy hết bởi vì sao như anh sáng mặt trời này mà mình không hiểu được một người nó là chữ người di dân người Á Châu người Phi Châu là làm À, đầu đập giằng báo của nước Mỹ rồi bây giờ cho những người dân là người xúc vật rồi mình hãy thắng cử đó thì mình nói đâu thắng cử là mình mình mới là lãnh đạo còn hãy thua là ăn uh, dân nói dối là uh, bầu cử dân lặng năm 2016 ông có tuyên bố là bà Clinton mà thắng cử đó thì đây là cuộc bầu cử dân lặng vậy thì ông thắng cử đó ông cũng là dân lặng để ông không phải là chính danh của nước Mỹ sao à rồi tới năm 2020 đó thì ông cũng cho là cuộc bầu cử cũng dân lạc <laughs> bây giờ tới 24 đó ông nói là cái chỗ này mình phân tích là ông nói mà ông không có cái suy nghĩ không có lý luận và không chính ông nói là nếu mà năm 24 này bầu cử do ông thua là dân lặng và sẽ không còn cuộc bầu cử nữa câu hỏi đặt lại năm 20 ông tranh cử với ông Joe Biden ông Biden đã thắng cử 4 năm và bây giờ có bầu cử vậy thì làm sao mà sau năm 24 nữa? ông Biden bỏ bầu cử sao cho nên cái lý luận vậy không đúng <laughs> lý luận hoàn toàn không đúng bây giờ thì thưa anh anh quân nói và tôi nói chưa đủ nhưng mà chúng tôi muốn nhân cái cơ hội này để anh quân thấy ông Mai Pen vào ngày 17 ông lên đài phát biểu ông có tuyên bố người dẫn chương trình đặt câu hỏi với ông Mai Pen ông có ủng hộ ông Trump năm 2024 hay không Tại sao sau khi ông chạy đua bột vào vào bạch ông tranh cử nhưng mà ông không ông thấy không có đủ tốt số cho nên vào tháng 10 năm 2023 ông tuyên bố bỏ cuộc những người bỏ cuộc như ông Ron DeSantis một số người như gọi là Tim Scott đều ủng hộ ông Trump mà ông không ủng hộ thì ông Biden ông có nói như thế nào ông ông ông, mà Benz. Mà Benz. Mà Benz, ông nói như thế này lương tri chúng tôi không cho phép chúng tôi ủng hộ ông Trump quý vị biết là lương tri thì ông ông ban ông, ông ma Ben có nói thêm khi tiên thệ. dưới cái lời tiên thệ là trung thành với hiến pháp thì ông donald trump không trung thành với hiến pháp ông chà đạp hiến pháp thì làm sao tôi có thể bỏ phiếu được Thấy không? ông nói rất là rõ ràng quý vị biết là ông ma Ben là phó tổng thống đứng chung liên danh với ông trump là coi như là người chủ cũ chính ông ma Ben ông mới nói là đó là chưa nói ông trà đạp lên hiến pháp ông coi thường hiến pháp và vậy thì làm sao tôi trung thành đi đi ủng hộ ông được cho nên ông ma ông nói anh thấy rất là rõ ràng ông ma là người trăm cuộc có lẽ quý vị biết là một người phó tổng thống không bao giờ nói như vậy mà bây giờ ông nói như vậy và ông nói là ông còn treo cổ tôi nếu giả sử vào ngày 21 tháng, vào ngày 6 tháng 1 đó mà ông bị ông Mabem bị keo cổ bà Nancy bị Lucy hay là một số người trong dân biểu lên bị chết thì cái hiến pháp hoàn toàn là quỷ bỏ rồi anh thấy cái này dân chủ của Mỹ hoàn toàn quỷ bỏ anh cho nhận xét tại sao những người như ông Abel những người như Lee Cheney và mới đây như là ông Bill à, Cassidy thì ông này cũng tuyên bố là tôi không bỏ phiếu ông 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 tâm ông, mà ông ông Cassidy thượng nghị sĩ Cassidy là cứ người mà đùa trước phía ông ông đùa impeach ông 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 Donald Trump vào năm 2020 đó thưa anh anh cho nhận xét tại sao Còn ngày chúng ta thấy những người trong đoàn cộng hòa lãnh đạo cao cấp như là Mitt Romney, như là Lee Cheney, như là Adam Kinzinger và bây giờ nữa thì ông Phó Tổng thống Mike Pence Rồi ông Thượng nghị sĩ uh, uh, Các CD Xin anh cho nhận định Ấy trước hết đó, Là Trong đảng Cộng hòa Đã có dần dần Đã có một, một cái phe Cộng hòa chính thống Và họ đứng lên Để không có ủng hộ ông Trump Ông Trump đó Ông đã nghe là không những là lấy đảng cộng hòa nhưng mà họ cũng còn cho người con cháu gia đình vào làm trong đảng cộng hòa để cố gắng nghĩa là biến đảng cộng hòa thành ra đảng trump chứ không phải là đảng cộng hòa nữa vì vậy có thể nói là đảng trump hay là đảng maga cũng vậy thôi nhưng mà thật ra đó trong giới chính thống cộng hòa có rất là nhiều người họ bất bình về cái chuyện này. Và quý vị biết là vừa rồi đó là họ đã bỏ 50 triệu đô la ra để chống lại ông Donald Trump cái việc mà ông Donald Trump ra tranh cử. Và càng ngày thì tôi thấy đó với những cái vụ kiện của Donald Trump đó thì dần dần ông càng ngày càng gặp khó khăn khó khăn về các vụ kiện khó khăn vì người ta lật tẩy tôi phải dùng cái chữ lật tẩy những cái là vụ ăn gian nói dối và bịa đặt của ông trung để cố gắng ra tranh cử mà tranh cử cái này toàn là dựa trên những cái lời mà không có thật hết Quý vị thấy, bao nhiêu chuyện không có thật đều nói ra hết. Không những vậy đó. Tôi thấy là cái mà biết nhất đó là chính sách của cái là ứng cử viên đó, Donald Trump là đi ngược lại sự thật hết. Bây giờ thì cái vụ này, uh, Stormy Daniel Storm thì cô Đào đó, uh, phim uh, X đó, thì là 25 tây này nghĩa là là phải ra tòa nhưng mà được nghĩa là hóa lại trong 30 ngày vì công tố viên có thêm nhiều chứng cứ khác nữa nhưng mà dù muốn dù không đó quý vị có muốn thấy một ông tổng thống Hoa Kỳ vừa ăn gian vừa nói dối những cái chuyện ông ta nói đó đều làm cả thế giới sợ tại vì ông ta dọa là bỏ hết các nước nếu mà không đóng tiền thì chả nhé nước Mỹ là lúc nào cũng là đi với người ta là vì cần phải đóng tiền hay sao? Thì đây nó là một cái chuyện quý vị thấy không bao giờ có thể tưởng tượng được tại một nước Mỹ mà dân chúng đó thì lại không có suy nghĩ nhiều. Quý vị cứ thấy nè, những cái dân mà ủng hộ ông Trump đó người ta nói là trong cái, cái, cái bầu kỳ nhà, bầu cử là, là, là này đó thì là họ thấy là đa số là những cái người không có học đa số những cái người những cái người ở nhà quê nhưng mà tôi muốn nhắc lại cho quý vị cái dân ở nhà quê Hoa Kỳ đó là có một phần trăm thôi nhưng mà họ rất là giàu và họ thành công trong việc nuôi cả thế giới được họ là nhà quê thật nhưng mà không phải là cái nhà quê nhưng mà về vấn đề hiểu biết họ không có lo gì họ không có nghĩ gì ngoài nước mỹ họ không có nghĩ gì ngoài vấn đề mà làm ăn của họ hết do đó họ không có đi ra ngoài không thấy kết quả là sao đa số những người ở, thái, ở nhà quê đó thì lại bầu ủng hộ ông trung trong khi những người có học ở thành thị đó thì lại ủng hộ Bà Nikki Haley thì mình thấy rõ ràng là trong đảng Cộng Hòa cũng vậy, chia rẽ rất là nhiều. Thì tôi nghĩ là càng chia rẽ thì càng gặp khó khăn. Thì quý vị thấy không? Trong đáng lẽ là vào tháng 10 năm ngoái tới bây giờ đó là chúng ta phải có một cái ngân sách rồi. Nội cái tranh chấp trong nội bộ của đảng Cộng Hòa ở Hạ Viện đó, vẫn chưa có ngân sách hên quá hôm qua là họ thông qua cái chuyện này thì chúng ta lại có một cái ngân sách tạm thời thôi nhưng mà vẫn chưa có một cái ngân sách thực thụ do đó quý vị tham tất cả là họ để ý tới vấn đề gì vấn đề là làm giao ra để cướp phế ông Biden nói xấu ông Biden rồi rốt cuộc có làm được cái gì mà gọi là ra hồn không? Thì đó nó là những cái chuyện chúng ta phải suy nghĩ và những cái người chúng ta phải bỏ thì giờ suy nghĩ và phân tích những cái chuyện gì nó đã trong quá khứ nó đã xảy ra và những cái chuyện gì nó đang xảy ra và trong tương lai nó sẽ làm sao nếu mà nó tiếp tục như vậy. Vâng. Xin chào lại anh Hoàng Quách. Rồi. à, chúng tôi nhắc lại cái câu mà một thượng nghị sĩ ông Bill Cassidy ông nói như thế này: Hiến pháp của Hoa Kỳ và đất nước của Hoa Kỳ nó quan trọng hơn bất cứ ai. Do đó, tôi bỏ phiếu để kết tội ông Donald Trump vì ông phản bội là đất nước. Đó là khi mà báo chí hỏa tại sau ông kết tội ông Trump là vào ngày 6 tháng 1. Ông tuyên bố như vậy đó là một thượng nghị sĩ có uy tín lắm nha thì sẽ có uy tín ở Louisiana đó là lãnh cộng hòa là thưa quý vị bây giờ thì xin anh cho anh 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 Quân đi nhanh để mình có hai cái vấn đề mà hai cái đề tài này để thảo luận thứ nhất là cái đề tài thứ nhất là chúng ta biết là ông Donald Trump mà người ta cho rằng là tài sản của ông sẽ bị tịch thu Cái lý do rất là đơn giản cho tới ngày hôm qua thì tuấn luật sư của ông Trump đã nộp đơn À, ở cho tòa để xin là trì hoãn lại cái cuộc gọi là đắm 454 triệu đô la. Bởi vì tốn luật sư của ông Trâm cho biết là số tiền quá lớn, ông Trâm không đủ số tiền này để đám và họ xin đám 100 triệu thôi để họ chấm đám là thứ nhất. Cái thứ hai đó là ông ông ông, ông mấy ông này nói là công ty của ông Trâm, ông Trump đã chạy nhờ bốn công ty để mà làm trung gian vài thứ ba chục công ty khác để mà hỗ trợ cho mượn tiền để mà đám cái số tiền này là 454 triệu đô la đó thưa quý vị nhưng mà công cuối cùng á là các công ty này cũng từ chối và bà bộ trưởng bộ tư pháp của New York nếu tới ngày 25 tháng 3 là ngày hái dạng đó mà ông Trump không đủ đám đủ số tiền thì bà cũng đang tiến hành cái thủ tục để tịch thu tài sản của ông Trâm Thì quý vị thấy là ông vấn đề này Cũng vấn đề khó khăn, nó đau đầu Nó đụng tới cái vấn đề là cơm áo gạo tiền của ông Trâm Tức là cái đế chế của ông Trâm Đang bị lung lai đó thưa anh Đó là cái câu hỏi thứ nhất của anh Để mình đi nhanh Câu hỏi thứ hai của anh đó, Mà gửi tới anh đó, Là người ta cho rằng tốn luật sư của ông Trâm Đã bị thất bại Khi mà tìm cách ngăn cản luật sư cố vấn của ông Trump trước đây đó là ông Michael Cohen cũng như là cô Stormy uh, Daniel đó là cái người mà gọi là yeah, biết phim biết lớn mà có liên hệ tình cảm với ông Trump và ông Trump đã bỏ ra 130.000 đô la để mà ép trước cái ngày bầu cử 2016 thì bây giờ luật sư đó là ông Michelle ông cho biết đó là ông chưa có giải quyết cái vụ này nhưng mà đây là cái số đây là rất là nguy hiểm trong trâm trước mắt à, anh nói khoảng 30 ngày nhưng mà chưa chắc 30 ngày ông nói là vào khoảng trung tuần tháng tư thì sẽ giải quyết cái vụ án thay vì 25 tháng 3 này thì bây giờ là ông à, uh, ông có nhiều cái dữ kiện để ông cung cấp cho tránh đó thì trước sự trước hai vấn đề này ông trâm đang gặp khó khăn đừng nói cái vấn đề bầu cử mình chưa nói hết nhưng mà cũng thêm với quý khán giả ông tổng thống Joe Biden đương nhiệm đó ông gây quỹ một số tiền gọi là kỷ lục thưa quý vị kỷ lục hiện tại trong tháng 2 ông gây quỹ được 55 triệu đô la và trước cái số tiền còn tồn đảm lại là 155 triệu đô la và sau khi ông đập bài diễn văn liên bang đó, ông gây quỹ 24 tiếng đồng hồ mà ông gây quỹ tới 10 triệu đô la cho nên cái số tiền đó người ta cho rằng là số tiền rất là lớn đối với tổng thống Joe Biden. Trong khi đó ông Trump đó thì thiếu nợ chưa giải quyết được cái vấn đề nếu không thì họ tịch thu tài sản và trong khi đó do cái đảng cộng hòa biến cái đảng cộng hòa thành cái đảng của trâm rồi anh anh nói sẽ thì chưa không nói đã rồi bởi vì <laughs> cô la trâm cổ tuyên bố là bây giờ cái đảng cộng hòa bây giờ là đảng hỗ trợ trong trâm cho nên mình gọi đảng của trâm là đúng rồi chứ không còn gọi là ngại ngùng gì nữa đảng cộng hòa bây giờ họ 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 biến thành cái đảng của trâm còn những người cộng hòa truyền thống đó như anh nói đó họ sẽ bỏ tiền họ chấm châm văng văng về văng xin anh ba cái vấn đề mà chúng tôi ram lên đó để anh anh thấy là thứ nhất là trước cái vấn đề ông trâm có thể bị tịch thu tài sản cái thứ hai ông trâm thất bại trong cái vấn đề ngăn cản hai cái người gọi là ra làm nhân chứng trong cái phiên tòa à, họ nói ông ông michael cohen đó, là có một cái di sản gọi là nó không có đúng sự thật thì bây giờ không cho nữa là cái điều thứ nhất ông luật sư của ông trâm viện lý do và luật uh, viện lý do cô uh, Stormy Daniel đó thì cô này muốn lợi dụng cái phiên tòa này để làm tiền cho nên có thể cũng không cho nữa thì quan tòa họ nó ông đưa ra cái lập luận này không chính xác mà anh vâng trước hết cho quý vị biết đó khi ra tòa mà khai đó thì là tuyên tệ đó ra tòa khai đó là phải tuyên tệ đó thì ông ta nói là tôi là tỷ phú không bao giờ sử dụng tiền người khác hết. Chúng tôi là người sử dụng tiền của tôi. Và cái vụ mà khi mà sử dụng tiền của tôi đó là tôi có bốn hơn 400 triệu và mỗi ngày là tiền nó lại vào nữa. Bây giờ đó khi mà phải đóng ra thế chấp cho tòa đó đi 30 công ty đó mà không ai dám bảo lãnh cho ông ta bán cho ông ta một cái bon đó thì quý vị thấy là ông này là nói một đằng nhưng mà sự thật nó không phải là như vậy và khi nói như vậy đó thì hôm nay đó là luật sư nói là tôi chúng tôi phải có lẽ phải đưa ra bán nghĩa là file sale nghĩa là bán một cách mau chóng để có đủ tiền đóng thế chấp cho tòa nếu mà không được đó thì quý vị biết là cuối tuần này đó thì là bà James đó sẽ tịch thu tài sản của ông ta mà cái cái tài sản mà bà ta nhắm hoài đó là số 40 đường Wall Street Nghĩa là cái người binh linh trung đó thì liệu có bán hay không nhưng mà nó cho thấy là ông này nói tôi là tỷ phú, tôi là này là kia. Nhưng mà sự thật nó có phải như vậy đâu. Khi mà ông là tỷ phú về địa ốc thì ông đâu có tiền mặt. Ông là tiền của ông thì là vào nhà hết rồi. Mà vào nhà đó thì nghĩa là nó đâu có phải là tiền cash. Do đó các công ty mà bán bon họ đâu có chịu cho. Chính cái công ty mà gọi là uh, insurance là và lo về 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 Uh, gì bảo hiểm. Uh, insurance hả bảo tên chung hả bảo bảo hiểm. Trung, hả? Bảo, dạ. bảo, uh, bảo hiểm đó công ty bảo hiểm chung đó họ đã bán cho ông ta một cái bon để cho cái vụ mà bà Carol đó 91 triệu đó thì bây giờ không dám không có dám bán cái bon lần thứ hai nữa tại vì cái tài sản của ông ta dần dần nghĩa là nếu mà mua cái bon đầu tiên thì bây giờ nó bớt số tiền lại thì cái số tiền đó đâu có sử dụng làm thế chấp được nữa thì như vậy là một là ông ta sẽ phải bán một số tài sản địa ốc thì mới có đủ tiền đóng nếu mà ông ta muốn kiện lại nếu mà không đó thì sẽ bị tịch thu thôi còn cái vấn đề nói là gọi là ra tòa đó quý vị biết là cũng là vì cái uh, vụ mà bị phạt 355 triệu cho ông uh, phạt 355 triệu chưa kể là tiền uh, lãi suất thì ông tòa Angorong đó đã chấp nhận là cho ông Cohen, ông ta mặc dù là có tiền sử là nói láo mà ông ta nói láo là gì? để bao che cho ông Trung vì vậy đã bị vào tù 3 năm do đó chính ông quan tòa ông nói tôi chấp nhận cái là làm chứng những cái lời khai của luật sư cựu luật sư Cohen tại sao là tôi nghĩ là ông ta nói sự thật chứ không phải là không mặc dù có tiền án là nghĩa là ra tòa nói một đằng mà làm một đẻo thì vì bị vậy mới bị, bị bị tù ba năm là vậy thì dĩ nhiên là cái việc mà tòa án xử cái vụ mà nghĩa là cô đào uh, đóng phim uh, uh, con heo đó đóng phim X đó thì là họ chấp nhận cho cô ta và cựu luật sư Cohen ra làm chứng nhân tại sao sợ không cho người ta làm chứng nhân tại vì những người đó là những cái người trực tiếp dính vào cái vụ này và nếu trực tiếp dính vào thì cũng phải cho người ta ra người ta nói chứ đó là <laughs> tại sao mà luật sư của ông Trung không thành công trong vấn đề quá những cái người ra làm chứng là ông Cohen và cô Stormy vâng đó bây là giờ. những cái mình thấy nó gió quá rồi bây giờ có câu hỏi chót với anh ngắn gọn để rồi chia ta với quý khán giả Việt Nam mình có câu đó, gieo gió thì gặp bọ bão mà ở hiền thì gặp lành mà hệ ác thì gặp ác à, thiền ác đáo đầu trong ngữ báo ông trâm nó có lẽ là con người gieo rác những nhiều những cái toan tác cho bao nhiều người khác đến nỗi những nhân công ông chửi người dây gian nhưng mà những công ty của ông ấy, từ trước tới giờ người ta nói là bướng toàn là di dân rồi xây lên lỡ dở rồi không trả tiền cho người ta nữa nghĩa là quy tiền của người ta à thì chính những cái yếu tố đó bây giờ an dân nó dấu chửi ông Biden là làm cho nước Mỹ là điêu đứng tan nát nước Mỹ này dân chủ thế này thế kia nhưng mà cái luận điệu này là chính ổng là ông nói tu sẵn sàng làm độc tài một ngày thì thưa anh tất cả những cái sự kiện này nó về thuyết luân hồi anh có tin ừ. là gieo giáo gặp bảo không thưa anh và cái thức chương trình <laughs> vâng anh anh nói thế thì tôi thì tôi chỉ thấy là thế này tôi mặc dù tôi là người công giáo nhưng mà sau khi tôi đi cải tạo đó tôi đã được một cái chùa nhận tôi vào làm gọi là lúc đó thì không đi cải tạo về thì không có việc làm rồi chắc chắn là không có việc làm mà cũng không ai cho đi làm hết do đó tôi mà không đi làm đó thì quý vị không có hậu khẩu không có hậu khẩu thì cho đi kinh tế mới thì lúc đó có một cái chùa họ cho tôi là tạm trú và họ dạy tôi đi học châm cứu châm cứu tại cái chùa này thành ra tôi cũng thuộc cá thuộc những cái nghĩa là những cái gì mà gọi là bên phật giáo dạy những cái là triết lý của phật giáo tôi thì tôi nghĩ là người việt nam chúng ta là có thấm nhuần cái chuyện này rất là lâu nghĩa là ăn ở lành đó thì sẽ gặp những cái chuyện tốt thôi còn nếu mà ăn ở nghĩa là một cách không có đàng hoàng thì sẽ phải có hậu quả thì tôi đây tôi nghĩ đây ông trung đã đi tới cái chỗ mà phải lãnh hậu quả Lãnh hậu quả về tòa án lãnh hậu quả chưa kể là còn ba vụ kiện khác nữa Bây giờ mới có có hai vụ nghĩa là dân sự thôi là bị phạt hết. Còn nghĩa là một vụ cô đầu nghĩa là quay phim cô vào uh, phim X đó thì là sắp sửa ra, còn ba vụ nữa là vụ nghĩa là hình sự thì dần dần đây người ta nói lần đầu tiên ông Donald Trump đã phải trả cái giá và phải gọi là tới bây giờ ông ta né được hết nhưng mà những cái phiên tòa nó tối dồn dập thì sẽ thì sẽ gặp những cái hậu quả không có được tốt lắm và đó là cái điều mà tôi muốn nhắc lại cho quý vị nhưng mà dù muốn dù không đó ông ta muốn nói gì thì nói đó tại vì chúng ta có một cái sức mạnh không tưởng tượng được mà không ai tưởng tượng được là tại vì chúng ta vẫn có quyền đi bầu mà đi bầu đó thì ông trung có muốn nói gì thì nói không bầu là không bầu thì đó như vậy thì là ông ta sẽ thua và sẽ lãnh hậu quả và tất cả những gì ông ta làm đó ra tranh cử là gì để tránh hậu quả tại vì nếu mà ông ta làm tổng thống đó, thì không ai có thể truy tố ông ta trong khi ông ta làm nhiệm kỳ và sẽ phải kéo lại 4 năm nữa, 5 năm nữa. Thì đây nó là cái thời hạn của ông ta. Tôi nghĩ là nó cũng sẽ tới cái đó thôi. Khó. Tôi nghĩ cái xác suất mà tránh được đó rất là khó. Rất là khó. Vâng, xin trả lời anh Hoàng Quách. Vâng, à, chúng tôi cũng đồng ý với anh Quân đó là trong cái bài phát biểu mà ở Ohio ông còn nói thêm đó những người mà tới hỗ trợ ông ngày 6 tháng 1 đó là những người yêu nước <laughs> và chúng tôi sẽ tha nếu mà quý vị chúng tôi mà đắc cử đó thì chúng tôi thả thì rõ ràng quý vị ông Trump đã đi ngược lại cái hiến pháp của Hoa Kỳ những người bạo loạn xâm vào quốc hội để mà đập phá giết chết nhiều người và đập phá như vậy để phá hủy này khai tử cái nền dân chủ của Mỹ mà ông nói gọi là những người yêu nước thì quý vị thấy rõ ràng là ông là người giống á, à, đâu có phải là người dân Mỹ đâu. Ông lãnh đạo nước nào chứ đâu phải lãnh đạo nước Mỹ. Người mà đập phá phá hủy cái này dân chủ là một cái thánh địa của cái này dân chủ mà đi vào đập phá, mà ông cho rằng là đó là những người yêu nước, yêu yêu ông thì có chứ làm sao họ yêu nước được? À, thưa quý vị qua tất cả các cái sự kiện này chúng tôi hy vọng là quý vị bổ ngà một tí. À, người Việt channel cũng như là một số chương trình của những người khác cố gắng tải và quý vị chịu khó lắng nghe bởi vì cái lá phiếu của quý vị rất là quan trọng và chúng tôi nêu lên sự thật để thấy là ông Trân đó nó nguy hiểm không những cho nước Mỹ nó mà nguy hiểm cả thế giới và tương lai con cháu của quý vị nữa cho nên cái lá phiếu của quý vị rất là cần thiết đến đây thì chúng tôi xin khép lại chương trình chúng tôi và tiến sĩ Đinh Trung Quân khinh, kính chúc quý vị có một ngày bình an và xin kính chào hẹn với quý vị trong chương trình lần tới. Và cũng xin nhắc nhở quý vị ủng hộ bằng cách là quý vị subscribe, like và share chương trình. Xin kính chào. Chào anh, anh Đinh Xuân Quân. Vâng, xin kính chào quý khán thính giả của người Việt Channel và xin hẹn anh Hoàng Quách vào kỳ tới.